Hello everyone, welcome back to my channel. For today's video, I hanging out with my sister to eat some food. By the way, I literally love my makeup. It look pretty and cute. And this is my outfit for today. And I'm not gonna lie guys, when you put more hair clip, it definitely look more beautiful. And let me introduce for you guys, this is my older sister. So yeah, let's get into the video. Chưa kịp có chị đứng ở thay nhưng mà nhà mấy kì cứ nhưng mà nhà mà ra men hay ra men để nhưng mà nhà mà đang cứ nợ bằng còn cứ ta first time một cái nhưng mà đang mình nhầm đến lần sau phần ta mà sister sẽ xe tha quật mình nhầm mặt đồ cái chị này ta mình ấy về để sạn nhầm hay chị anh men ta chị anh men để sạn tại mi u đó hay chị mình đang thực sống nắng á cứ tha chết hay chị bật xe sạch muôn cái đường chu xì nè mà cha nhầm ở đâu với mi mi ta mà cha đó nè đã có đã hai bắt đầu bị nhầm ấy hai cứ mèo mò coconut pat là năng dương mà đo coconut pat cái năng mè nó năng cho lại năng mấy cái pen nào lại cho cái pen của bạn nhầm chụp tập sợi sợ sợi cái cây cái cây hello yes Go! Thì ba ngày nay cứ mau ta thò thủ tế. Ai dạy bán ha, sơ ra trên khảo thò thủ chân mong. Ai lập bây chân. Ta cái lấy coconut park nữa á. Cửa đàm màu. Đàm màu cái bạc dù ấy. Các bác công rộng mà mẹn mà coconut park để chọn ta gờ cái lấy cái. Các bác nạn mà khít đó ừ. Khơi cái lũi nóng nhằm nóng chờ thì ta chọn ta mơ, chọn ta tịnh ở nhà mà chẳng hạn. Tại đọc bây giờ hãy chọn mình. Thật ra cái tháng nó khăn đủ chẳng bê chụp ấy bằng tờ chẳng hạn. Phở lỡ toàn bằng buồn hoặc nóng hay dương mà nóng đông không ạ. Mỏng bay, mỏng bay mà ok tập hết có tham mà không phải nhập tha than thủ hay pha cà phê tập phê mặt đó khơi bên trên lụi nhầm đấy vậy tao mệt bên nắng là mỏ đà bắt cái đai cái đai làm về chứ vậy cái đai các bạn xem chị để tham mỏng bôi cho ngủ mệt đai khlum mình sùng sùng khlum ai có co mau tiền chụp ảnh chứ ạ ạ bù lì sai kề bắt nì ạ cái thôi nhầm tiết ơi mình nên lần lan ha lại đang thắt hụt xa rồi tỏ mát bắt nì xa nó thải mùi ạ thì xa mình ta lục nó khả lũ mặt tặng ơ không mình này dễ tư nên nặng cho tập trẻ cho khăn ngay cái đai tập play để bạn xem chị tập đo lúc mật lục ở cái đai đây để bạn xem chị trong coi cả ảnh cà phê thuốc của bạn đây đa tới tam đi các bạn ơi nè mặt thằng nè đây là bên tay trên cả mật đâu mà tôi lấy ơi mà nó chơi ơn chơi ha mà mình cho khăn ha ở cái đá ghê cho khăn ngủ mà vòng hàng ngày nước đó ha ăn lụa tại được ra tại như nó chụp một xíu cho bạn hãng tôi không là phạt cả ba được cậu cho tại không cả ba nhưng mà đang thay về để nhôm lực camera nó cứ nhôm mà đang dễ cái đó vậy mà hai mẹ rộng hoa hiện yên được xa cây mưa trời về
đây mẹ đi chị đau không chẳng á, nhưng là lấy camera mất kiềng, nhưng mà mình ấp chân giờ vậy, nhưng vậy ca bình tái cái nhóm mình phải thôi được ca được rồi ơi, được chờ nè cái hàng quạt in nhưng nha chừng người gọi là xì cho mùi nông mình được chân tới về lấy camera mất khi mình cứ đang dậy vào rồi. And so yeah, for today's video, thank you guys for watching and see you guys in the next video. Bye! Bye.